đam mê nghề sửa kiển khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bùi Đức Lợi đã chuyển sang học nghề sửa kiển bonsai và bắt đầu theo đuổi cho đến nay. Em thì cũng rất là khao khát được học hỏi các kinh nghiệm từ các anh, các chú nghệ nhân kỳ cũ của làng. Rồi sẽ bản thân mình cũng sẽ cố gắng để mà học hỏi và làm ra những cái tác phẩm thật nhiều hơn. Thứ nhất là để thỏa mãn cái đam mê của mình. Cái thứ hai là để tạo cái kinh tế cho gia đình, cho bản thân và xã hội. Sau đó là mình cũng truyền đạt cái đam mê của mình để thúc đẩy cái sự phát triển cái ngành nghề cây kiển của Sa Đéc mình nói riêng và của cả tỉnh Đồng Tháp mình nói chung. Cũng đam mê với nghề sửa kiển bonsai, chỉ sau 3 năm làm nghề, anh Mai Trọng Đức đã được công nhận là nghệ nhân cấp thành phố. Qua 7 năm gắn bó, anh Đức sở hữu nhiều giải thưởng khác nhau. Em theo đuổi theo đam mê, tức là cũng lúc đầu thì cũng có một cái nền yêu thích đơn giản là yêu thiên nhiên, yêu cây cối, nên đó là em bắt đầu từ đó em mới gieo cái mầm, rồi bắt đầu được học tập thêm, rồi bắt đầu sau đó, lúc đó em chỉ mua về chơi, rồi sau này thì vô câu lạc bộ, hội, rồi những anh em đó thì chia sẻ nhiều hơn, lúc đó mình mới càng đam mê nhiều hơn, lúc đó mình động lực của mình mãnh liệt hơn, lúc đó mình mới làm được nhiều hơn. Do cái mạng xã hội bây giờ chúng ta nó rất là rộng rãi, nên là nhiều bạn bè ở quốc tế sẽ có cái kinh nghiệm làm cây của mỗi một khu vực địa phương khác nhau để mà mình học hỏi thêm. Thì đối với em là với bộ môn bonsai em đều học hỏi và học hỏi mỗi ngày. Theo quy định để được công nhận là nghệ nhân cấp thành phố, người chơi kiển phải có tác phẩm dự thi cấp thành phố đạt giải vàng, hoặc đạt 2 giải bạc hoặc 3 giải đồng, hoặc 1 giải đồng ở hội thi cấp khu vực. Hiện tại, câu lạc bộ bonsai thành phố Sa Đéc có khoảng 80 thành viên, nhưng chưa đến 10 người được công nhận là nghệ nhân. Vì thế, việc có thêm những nghệ nhân ngày càng trẻ tuổi càng cho thấy sự đam mê của họ đối với bộ môn này. Những người nghệ nhân này thấy tinh thần họ rất là tốt, là trao dồi học hỏi thêm hoài, nhất là lên mạng để tìm tòi những cái mới đó, từ cái phân thuốc tới uống nắng rồi sửa như thế nào, thậm chí là có những cái cây kiển của nước ngoài như của Indo, của Đài Loan, là của Trung Quốc, của Nhật rồi đó, thì người ta theo những cái hình ảnh đó, những cái công nghệ đó, người ta từ từ nó hoàn thiện. Hội sinh vật cảnh thành phố Sa Đéc cũng như câu lạc bộ bonsai Sa Đéc đang có một cái tầm nhìn về cái vấn đề xuất khẩu cây kiển đi ra các nước, đặc biệt là cây bonsai xuất khẩu đi, có thể nói là xuất đi qua Đài Loan, Ấn Độ, Trung Quốc, rồi Hàn Quốc ví dụ. Thì những cái bạn này có thể nói là một trong những cái hạt nhân để mà tạo ra một cái luồng gió mới để tạo những cái sản phẩm bonsai để mà cung cấp cho cả nước và cũng là cái cung cấp cho các nước trong khu vực sau này. Với lợi thế là cái nôi của nghề hoa kiển, bằng niềm đam mê, sáng tạo của mình, hy vọng rằng thời gian tới, các nghệ nhân ở làng hoa Sa Đéc sẽ tiếp tục kế thừa từ những người đi trước, truyền chỉ nhau để có thêm ngày càng nhiều tác phẩm nghệ thuật góp phần quảng bá hoa kiển Sa Đéc đến với du khách gần xa.